cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2019 cô chú. Ngày hôm nay thì con xin giới thiệu các cô chú một số giò lan tổng hợp. Và trong đây thì có giả hạt Đại Bạch Long với hạt trắng và giả hạt năm cánh trắng hồng đỏ. Rồi Zio 912 đó là chầm chớp lại với giả hạt chớp và năm cánh trắng hồng hồng. Rồi chầm sáu mắt. Rồi chầm DH77 và giả hạt lục bình. Và sau đây tôi xin phép giới thiệu từng mặt hoa và từng hình cây của từng loại nha cô chú. Đây là mã số 1 nha cô chú. Giờ đang có hai mầm và hai thân lớn đã đứng ngọt nè. Giả hạt năm cánh trắng hồng hồng nha cô chú, hàng cô đài. Và đây là mặt hoa của giả hạt năm cánh trắng hồng hồng nha cô chú. Hoa rất là đẹp luôn. Mã số 1. 450.000 nha cô chú, mã số 1. Cái mầm đang ra rễ rất là tốt luôn cô chú. Đó. Và hai cái mầm nhỏ này được khoảng 12 xăng và một cọng lớn là được 22. Cọng lớn còn là 2 và cọng còn lại được khoảng 25 xăng cô chú. Mã số 1. 450.000. Và đây là mã số 2. Đây là chầm DH77 nha cô chú. Nó đang có một thân đang đi ngọn nè, một thân nhỏ đang chuẩn bị là một mầm mới nào cô chú. Giá tiền là 500.000. Đây là mã số 2, 500. Và đây là mặt hoa DH77 nè cô chú. Và cái dòng này nó cũng không có nhiều trên trường cô chú. DH77. Đây là mã số 2, gần 30 xăng cô chú. Khoảng 28 xăng. Và một cái mầm này được khoảng 7 xăng. Với lại một cái mắt nó đang chuẩn bị lên mầm nữa nè. Mắt nó chuẩn bị lên mầm nè. Đó. Giá mã số 2 là 500.000. Mã 2. Đây là mã số 3. Giá có 7 luôn nha cô chú, mã số 3. Giá tiền là 500.000. Giờ mã số 3. Và cái này cái thân nó đang chuẩn bị lên mầm nè. Mắt nó đã sáng nè cô chú. Và cọng này nó dài được khoảng 30-35 xăng. Giá tiền là 500.000. Đây là mã số 3. Chầm DH77 nha cô chú. Lá rất là đẹp luôn, lá dày và to nữa. Thân rất là mập luôn, giá tiền là 350.000. Đây là giò. Xin lỗi cô chú, đây là mã số 3 và giá tiền của nó là 500. Và đây là mã số 4 của chú, giá tiền là 300.000. DH77 mã số 4 giá tiền là 300. Và cái cọng này nó dài được 23 xăng cô chú. Vẫn ở đây đi ngọn luôn. Cái này không cắt kỳ ra nha cô chú. Giá tiền là 300.000. Đây là giò mã số 4. 300 chầm DH77 mã số 4, 300.000. Và đây là giò chầm 6 mắt mặt hoa sáu số của chú. Và đa số là 80% ở vườn là nó nở ra 6 mắt cơ chú. Chầm 6 mắt. Và đây là mặt hoa sổ chầm 6 mắt rồi chú. Có rất nhiều kỳ trên thân mẹ luôn. Và nó có một cái mầm đã đứng ngọn rồi nè. 450.000. Đây là giò mã số 5 nha cô chú, chầm 6 mắt mã số 5. Xin linh xin giới thiệu các cô chú, đây là mặt hoa của cây giả hạt trắng Đại Bạch Long của chú. Hoa rất là đẹp luôn, rất là thơm. Đây là mặt hoa của giả hạt trắng Đại Bạch Long nha cô chú. Và đây là giò mã số 6, giá tiền là 300.000. Và nó đang thắt ngọn của chú. Nó đang bắt đầu tuột lá nè, thắt ngọn rồi và đang bắt đầu tuột lá để chuẩn bị hoa. Và cái cọng dài nhất của nó là được cộng được khoảng 45 xăng. Một cái mầm là được khoảng 20-25. Và nó đang lên một mầm nữa nè cô chú. Giá tiền là 300.000. Rễ đang bám rất là tốt luôn. Giá là 300. Và đây là giò mã số 6 với hạt biết quay nha cô chú. Và nó cũng có tên là Đại Bạch Long luôn. Mầm số 6 300.000. Nó đang thắt ngọn rồi nè. Chúng đang tụt lá chuẩn bị là sẽ cho hoa hoặc là kỳ nha cô chú. Này có mắt nó đang sưng nè. 300.000. Và tiếp theo đây là mã số 7. Có giá tiền là 300.000 luôn nha cô chú. Mã số 7. Và cái cọng lớn này nó dài được 45 xăng. Và cái mầm này nó được khoảng 25. Đây là mã số 7, giá tiền là 300. Nhạc Đại Bạch Long nha cô chú. Bitwise á, mầm nó lên rất là tốt luôn. Và rễ đang bám nè cô chú.
Giá tiền là 300. Mã số 7 300.000. Và tiếp theo đây là mã số 8 luôn, giá tiền là 300. Một mầm và một thân già nha chú. Đây là mã số 8. 300.000 mã số 8. Và cộng thân lớn là đã thuộc lá hết rồi. Và nó chuẩn bị hoa nha chú. Cộng này nó dài được khoảng gần 45 cm. Ở đây đang có một mầm nó đang lên đó nè. Đó. Đang lên một mầm đó nha cô chú. Giá tiền là 300.000. Đây là mã số 8. Theo đây là mã số 9. Có một mầm lớn rồi, với lại một cái thân mẹ đã đứng ngọn nha chú. Con thân mẹ này dài được 45 cm và cái mầm này nó dài được 30. Giá tiền là 300.000 luôn. Đây là giòm mã số mã số 9. 300.000 mã số 9. Đây là mã số 10, giá là 300. Một mầm là được 25 cm và một cọng lớn là được khoảng 40. Đây là mã số 10. 300.000 nha cô chú, mã số 10. Rồi thì đây là mặt hoa của dạt 5 cánh trắng hồng đỏ nha cô chú. Mã số là DH89. 5 cánh trắng hồng đỏ, đây là hình chụp thực tế tại vườn con luôn. Dạt 5 cánh trắng hồng đỏ, hàng của Đài. 11, cộng này đang có một mầm được khoảng 30 cm. Một thân mẹ đã đứng ngọn và ở gốc đang lên hai mầm nữa nha cô chú. Đây là giòm mã số 11. Giá tiền là 600.000, đây là mã số 11. 5 cánh trắng hồng đỏ. Và đây là giòm mã số đây là mã 12 nè cô chú. Rễ đang bám ra đang có hai mầm và một thân lớn đã đứng ngọn và trên thân nó đang có kỳ luôn cô chú. Cái thân lớn này được khoảng 30 cm. Giá tiền của nó là 400.000, đây là giòm mã số 12. Mầm con lên rất là tốt luôn. 400.000 mã số 12. Đây là chậu DH89 mã số 13. 1 2 3 mầm luôn cô chú. Và thân lớn này đang có nó có hai thân. Có hai mắt á, hai mắt đã đầu hoa rồi và đang có một cái số mắt đang lên kỳ nè. Và giá tiền là 400.000 luôn. Đây là mã số 13. 400. Và tiếp theo con xin giới thiệu các cô chú một cặp lai cũng rất là nổi tiếng của chú, và cái mã số nó là 0912. Và hình bên trái của chú, của các cô chú á, là chầm chớp của Nhật. Và đây là hình da chớp Mỹ nè. Bên trái là chầm chớp, bên đây là chớp Mỹ. Và hai mặt hoa lai lại với nhau của chú. Hai mặt hoa chớp lai lại với nhau, mặt hoa sổ nha cô chú. Đây là mã số 14. Có rất là nhiều mầm ở gốc luôn. Một mầm lớn nè, được 20 cm. Và cộng lớn này đã thắt ngọn của chú, dài được khoảng cỡ 50-60. Giá tiền là 350.000. Rất là nhiều mầm ở gốc nha cô chú. Và đây là mã số 14, 350.000. Mã 14. Và đây là giò 0912 mã số 15, đang lên một mầm nè. Và con lớn này nó dài được khoảng cỡ 60 cm hơn nha cô chú, đã thắt ngọn nè. Và giá của nó là 250.000. Đây là mã số 15. 250.000 mã 15. Tiếp theo đây là mã số 16 của chú, có hai mầm nè. Và một con lớn được khoảng cỡ 30 cm đã thắt ngọn. Giá tiền là 200.000. Đây là mã 16 nha cô chú, 200. Đây là giò mã số 17, giá tiền là 200.000 luôn. Mã số 17. Cộng bây giờ được khoảng 30 cm. Một mầm đang lên rất là tốt của chú. Giá tiền là 200.000, là mã số 17. Đây là mã số 18. Đang có một số mầm nè. Giá tiền là 200.000 luôn. Đây là mã số 18. 200.000. Và tiếp theo đây là mặt hoa của giá hạt lục bình của chú. Và hiện tại thì con có khoảng 6 kỳ thôi. Giá hạt lục bình. Và đây là mã số 19. Giá tiền là 220.000 nha cô chú, mã số 19. Đây, đang lên 2 kỳ lớn, đã bắt đầu ra rễ, mình cắt ra mình trồng thì nó bám rễ rất là nhanh. Nó và nó có một cái mắt đang sưng lên kỳ nè. Giá tiền là 220.000 cho mã số 19. Đây là mã số 20, giá tiền là 200 cô chú. Ở đây đang có một mắt chuẩn bị sưng lên nữa nè. Giá tiền là 200.000, đây là mã số 20. 200.000 mã 20. Và tiếp theo đây là mã số 21, giá tiền là 180.000. Mã 21 đang có 2 kỳ, rễ nó bám rất là tốt luôn. 180.000 đây là mã số 21. Giá hạt cực bình nha cô chú.
Và đây là mã số cuối cùng, mã số 21 của chú. Giò này là lông tu Đài, nó lai với lông tu Lào. Đây là mặt hoa sổ, lưỡi rất là to luôn. Có hương thơm nha chú. Lông tu Đài, lai với lông tu Lào. Và giá giò này là 220.000, mã số cuối cùng, mã số 21. Đây lên hai mầm nha chú. Và đây có một nụ nè, mã số 21. Giá là 220.000, lông tu Lào, lai lông tu Đài.